Rồi, nói hai cô chú đi con. Hello cô chú. Sao? Hello cô chú làm sao? Hello cô chú, con bắt sợi theo. Con nào con phải nói chuyện với cô chú, con phải nói tiếng Việt chứ con nói tiếng Anh, cô chú không hiểu tiếng Anh. Hello cô chú. Con đang chảy đầu. Mercy. Con đang chảy tóc. Con chảy tóc. Nói đàng hoàng. Chảy tóc. Con này mà kêu nó nói tiếng Việt, cái đó nói làm xàm đế cơ mà. Chắc con đập nó quá. Kỳ ghê á. Nói tiếng Việt là nó nói xàm à. What's this? Gì? Thôi. Cái vỏ của mẹ. Đâu con đeo vỏ mày vô coi, Đừng chày. Mom, mommy. Boy stuck to my back. My back. Mom, boy stuck to my and mom, this is boy wearing it and it go on me, mom. Like this. Là sao nói lại không hiểu. Mẹ mẹ cái bộ quậy đeo vậy hả? Mẹ mẹ flip over, it slip. Mẹ mẹ get over to me and boy wear it and you get over to me mẹ. Nói gì vậy? Chiều con nhớ không? À, thím chị mang một cái của thím. Đúng rồi, một cái của con. Ờ rồi một cái của con có cái chẹp cắt á. Ờ mang vô nè. Ồ vậy hả con, bà ngoại mang cái vỏ của mẹ vậy hả? Rồi con mang sao, con mang vỏ mẹ sao, con mang thử mẹ coi coi. Cái vỏ mẹ con mang sao, con lấy con mang cho mẹ coi coi, mang sao mới đúng. Ồ mang vậy hả? Mẹ mang sao, mẹ mang kéo sao? Đúng rồi. Đây, để mẹ làm cho. Mom, it's just like Adrian, mom. Hả? Chưa. It's just like cat and water, mom. À giống như cat and water hả? Chưa. Để mẹ mang, để mẹ sửa lại cho, mẹ sửa lại cho chay mang rồi cho nó vừa luôn nè. Cho mang vừa nhặn, mốt lớn lên cho luôn nha. Nghe chưa? Lấy vỏ này không? Uh-huh. Rồi lấy ha. Ui, gì cũng lấy ra vậy ha. Nó quậy bậy bậy mẹ làm. Lâu quá mẹ mới chỉnh là chỉnh về rồi. Guess I can't wash now. Ờ, cách qua có đeo vậy không? Uh-huh. No, mom. I can't wash with the hat. No, can't wash do like this. Can't wash do like this. And like this. And go like this. Mà chú ra ngoài ngồi chi cho mũi cắn ta. Rồi, đứng lên. Mom, but you. Rồi. Rồi, con đi hát, con hát đi. Đời sinh viên có cây đàn guitar đang ngân lên chúng ta. Cùng hòa ca có lên. Đúng rồi, giống cái gì, cái gì giống cái gì, giờ con giống cái gì? Có cô bạn xa nhà. Cái vỏ này không biết tới chừng nào mới hư luôn quá á. Thiệt á, cái vỏ này 5-10 năm nữa chưa hư nữa. Đó mà tới mà nó lên 13-14 tuổi lẫn nó mang vỏ này khỏe re luôn. Là lúc đó là thành vintage. Thì rồi, đi bán vé số đi. Con thích cái vỏ này không? Mốc lớn lên đi bán vé số mày cho. Hả? Con thích là mang Mom, can I wear it outside, mom? Được luôn. Nhưng mà con phải mang cẩn thận với người ta, để người ta giật vỏ là con té thôi đó. Mày chỉ sợ là người ta giật vỏ là con té thôi, chứ còn mà mất cái vỏ thì không sao, nhưng mà người ta chỉ té con đó. Nó mang đâu có vừa thấy chưa, nó đâu có vừa cái dưới người con đâu, nên là con mang đi ra ngoài đường là người ta giật cái vỏ là mất cái vỏ luôn đó. Là con té luôn đó. Xì đâu? À đúng rồi, người ta giật vỏ là té như vậy đó. Đúng rồi, a la được giật vỏ là cái la. Vì thêm ba cái thấy là diễn gần ba cái. Trời đất, đó đúng rồi, té như vậy đó. Nằm ấp mặt xuống đường luôn, ấp mặt xuống đường luôn. Nằm ấp mặt xuống đường luôn. Đúng rồi, đó đúng rồi là khóc hu hu hu. Khóc đi, khóc. Khóc nó hu hu hu. Khóc đàng hoàng đó, mẹ té rồi. Mẹ người ta giật vỏ con. Nói khóc.
Đúng rồi. Đừng có kỳ ghê. Đau đầu, đừng đau đầu, đau ghê. Mày mới tắm hả, mày chùi cái sạch sẽ là giờ con bị là gì? Dứt màu vô nữa rồi hả con? Quên đi chú bé con. Chúng loạn. Mang vô đẹp ghê. Ghê mà chiều tôi mang ra giùm mẹ thôi á. Mà hả giờ rồi nó đi chơi. Đi chơi với phụ mông. Giờ này không có chơi nấu ăn nữa, giờ này tối rồi. Thôi không có ly đồ bịch. Đó cô chú ơi, chị tự chảy đầu nè. Hỏi cô chú thấy con tóc con có đẹp không? Hỏi đi cô chú thấy tóc con có đẹp không? Coi từng té con, ngồi đàng hoàng, có dưng té, ngồi thẳng đàng hoàng. Đó, ngồi xuống giường. Mom, you almost. Mom, you almost saw me. Đó, chạy tóc cho cô chú coi đi. Nói cô chú, nói cô chú ơi, thấy tóc con có đẹp không? Ôi trời ơi, trời ơi, đẹp ghê. That's what people do. Ồ, vậy hả? People do vậy hả con? Phải nói là sao con biết? Nhà mà làm tóc là ở làm đeo mà hả? Không có đồ xin chủ tay. Hả? I'm moving the mom. I'm moving the hair salon. À, con bỏ cái máy của mình đó hả? Sao không để cho nó dưới nó chạy xuống, chạy thẳng từ trên xuống nãy rồi con nói là nó làm gì? No. Sao lại không thích vậy hả? Nhìn tóc giống sa ba le quá. No. Không sao. Cô chú ơi, cô chú. Đây, đây, mẹ đưa cháu mình đi cho cô chú coi. Cô chú coi chừng. Đẹp ghê. Mom, that's from my hand, mom. Oh, xin lỗi, nè mày làm con đây mày coi coi chỗ nào, mày coi chỗ nào mày không biết. Hết trào. Mai mai là mình chờ nó hả? Bây giờ không, mai đâu có chờ. Mai từ 5 giờ tới 8 giờ nó mới điện. Hai nơi luôn. Hai nơi một nữa. Costco đâu có tới hả? Không luôn. Costco ngày 8 mới tới. 8 mới tới phía Sa Lâm. Bữa nay ngày mai 7. Ngày mai. Này, ủa? Ủa mai tới luôn á. À. Ủa gì tối nay sao Costco chưa gọi con ta? Coi thử nha. Nó chắc email hoặc là làm gì đưa cái miệng gì khác như vậy? Nó xa xa ra con chú mới thấy hết cái mặt chứ con làm. Ủa Costco. Costco sao nguyên ngày nay chưa gọi mình ta? Thì Costco làm ăn thì chán dễ sợ thì cái chứ bực á. No, bác gái, mai mới ngày 7 à. Ngày mai lắm. Đó, chay này bơ chỗ tài cho ngoại coi. Rồi nhảy xuống lấy. Yeah, cái đó gần mà, nhảy xuống lấy. Rồi, bây giờ con lội đi ngang qua cho ngoại coi. Kìa. Ngoại ra tắm luôn kìa. Rồi được rồi, vậy được rồi. Con lâu xì gì nữa, mệt quá. Con bay một phát là tới liền rồi. Mà con cứ sợ là bà ngoại đứng xa con bị ấy. Thả tay nó ra, ba cái nó tự bơi đi vô rồi. Thôi được không, coi không, ghê không. Ừ, mày đặt gì. I'm just like a dragon. Đúng rồi. Cái gì? I'm just like a dragon. Rồi con nhìn con giống như dragon hả, đúng rồi. Quá dữ luôn. Rồi bà ngoại đẩy nó vô. Nắm hai bên mình nữa đó. Rồi nắm hai bên mình nữa, 1, 2, 3 đẩy vô. Đẩy vô. Trời ơi, ơi hay ghê. Rồi nữa xa ra ngoại, đứng xa ra chút ngoại. Trời đó đứng đó được rồi cháy. Kỳ ghê á, con bơi được mà. Nó bơi một cái một lại tới mà nó cứ sợ là đứng xa rồi nó ấy. Rồi đẩy nó vô. Chụp coi thả, ý là thả. Thả lơi đó. I'm just like a rocking baby.
rocking baby. À giống như rocking baby vậy hả con? Rồi, 1, 2, 3. Đi như con gái. Làm sao? Xa ra, xa ra. Rồi. Xa ra chút bắt cái đừng có đứng gần nó quá. Đứng gần nó quá cái nó chổi cái tay phải không? Nó nói vậy đó đừng nghe lời nó. Nó sợ đi xa quá chụp mình chụp nó không được. Ớ ngang lắm mà xa ra, xa ra. Xa ra. Đó, tới đó mình hứng nó được. Trời gì ở little bit closely nữa mệt quá. À. Gần nhiêu đó đủ rồi. Dừ. Đây nè. Đây nè, đây nè. Closely. Bà ngoại ơi, gần gần chút, gần chút. Rồi bây giờ chỗ tài thải vòng cho ngoại coi không? Chỗ tài thải vòng không? Thải vòng nha. Thế nào? Cái vòng này hả? Rồi vòng này bà ngoại mới cầm được mà, con đang cầm nó đưa cho ngoại. Rồi ngoại đứng và đứng gần vô. Rồi cầm cái vòng đi cho nó bơi qua. Rồi đó, bơi qua đi. Cứu kỳ gì mệt đó nè, rồi để xích lại đây chút coi. Đó, để nó bơi qua nha. Bơi qua luôn đi, xích vô chút. Xích vô chút. Rồi, okay. rồi. Quá khô rồi, đụng đầu á. Phải không? Phải không? Cái con cá này khô quá là lội qua luôn. Hay ghê không? Hả? It's a crab monster. Ờ, không phải cá. Ngoại cái đó là con lấp tờ. Ờ, mà ngoại nó cá. Rồi dưới luôn no. Rồi. Chứ sao? À. Rồi sao? Rồi, làm vòng tròn, làm thành hình vòng tròn để xuống. No, mom. Then you can, so you can jump like this, right? Right, then you can jump. Jump đi. Closely, hoài mệt quá. Ủa, phải đứng ở trên mới jump được chứ đứng gì vậy sao jump? Thì đó, nhảy xuống. Ăn closely miết rồi. Trời, hay ghê. Lay back á, thả nằm bằng lưng á. Cái đây nó có cái này nè bác á. Hay ha. Khỏe mát. Ai sợ nắng quá ngồi tắm ngồi đây. Hồi ngoại là lần đầu tiên. Ờ đó đúng rồi vậy mới đúng á. 1, 2, 3 vô. Yeah. Chính xác, chúc mừng bạn. Đó vậy mới hay á. Ờ nữa. Con nói đi nữa. Con nói nữa. Nói lớn lên. Closely. Thở với nó là tiếng Anh lên phải không coi. Đây đi. Bá dữ luôn. Ủa, tớ nghe này sao 12 giờ mấy rồi wifi chưa vô ta? Wifi chưa vô hả ta? Nay thứ 6 rồi bác á. Nói từ 10 giờ tới 12 giờ mà sao nay giờ chưa vô trời? Cháy, xa ra. Xa ra con. Nhảy phải nhắm mắt lại. Phải con order mấy cái đó trên Amazon về đây hết chứ. Mấy cái vòng mấy cái đang cầm á. Ừ.
gì cũng phải mua chứ con đâu có. Thì đúng rồi. Con này trong Costco nè. Trời ơi, bà đặt che mắt lại nhảy nữa. Bịt mắt rồi kìa. Trời ơi, nó chiêu chiêu dữ chưa. Mai chiêu chiêu. Bịt mắt bắt dê dữ chưa. Mắt không kịp luôn á. Đúng chưa. Đây nè. Trời ơi, cháy, 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 cháy. That was too close. Too close, cái này là bể đầu á con. Quá gần nha. Yeah, cái này nó bể đầu á con. Con không nghe lời mẹ là con đập đầu một cái là mẹ không cho chơi bơi nữa đó cháy. Đó. Con ngay đây nè, đó. Đúng rồi. Sao đâu cái? Hả? I bounce. You bounce. Đây nha, đi thôi. Sao ra chút nữa, sao ra chút nữa ngoài. Rồi được rồi. Được rồi, nhảy đây, nhảy đây. Nhảy mạnh lắm chứ bộ. Lâu quá không tắm nè, từng lễ 10 ngày chưa tắm á. Được rồi, mà trận không? Đây. Xa đây chút nữa. Lặn luôn. I see on the water, mommy. Còn con thấy dưới nước luôn hả? À? Dưới nước có con gì không? Có con ghê không? Yeah. À. This is Basky. Asabiki. Có được đời đó không? Có được đời đó cho tôi đập luôn. Cái con này. Nó là con nó hài hước rồi lắm đó. Phải giỡn đâu, cái khiếu hài hước của nó là dữ tận lắm á chứ không phải đơn giản đâu đó. Gì con? Cái á. Mà bây giờ có cái nói tiếng Việt nữa là tốt luôn á. Thánh tiếng Anh không à? Nè, nhảy tới đây đi. Oh wow, that's a challenge. Đó, vận động viên đó, vận động viên đó. Rồi, vận động viên đó giữ chưa? Wow! Closely biết closely có nghĩa là gần lại, xích lại, gần lại cô chú. Cô chú học tiếng Anh trong viên chay luôn đi. Nó không học tiếng Việt tên Việt thì thôi cô chú học tiếng Anh luôn đi. Rồi, nghỉ ngơi đi, đừng nhảy nữa. Đừng nhảy nữa, chơi ấy thôi. Nhảy hồi mất sức rồi khỏi bơi á. Sao ra? Cái gì vậy? Không, ở đây nó đứng được, ở đây cái khúc này nó đứng được. Con cho nước cao quá, nó không đứng nổi đâu. Phải không? Mà tới khỏi rúng. Đứng nổi. Nổi rồi. Nổi. Nó bơi tới gần gần nó bơi tới được. Mom, à, ha, nó bị ấy. Cái biết sao? Cái hồ bơi bằng muối á. Ừ, mặn á. Si. You okay? Con có okay không? Trời ơi, bây giờ bà biết điện thoại rồi. Bây giờ hả, hồi sáng này Ngọc đi chợ á, nó cầm cái điện thoại màu xanh á, nhà nó gọi điện thoại cho Ngọc cô chú ơi. Nó gọi cái Ngọc cầm điện thoại đây, Ngọc thấy chữ chay đi, Ngọc nói ủa chay đi nào đây, dở lên cái thấy cái mặt đó. Trời đó, rồi là nó gọi cái Ngọc nói alo chay hả, cái nó nói mẹ con nè. Trời ơi trời. This is not my Nhung. Hả? Gọi bà Nhung nữa. Hồi nãy nhà tự gọi bà Nhung nữa. Có không? Có. Có gọi bà Nhung không? God bless you. This is not bà Nhung. Nó gọi hồi nãy gọi bà Nhung nữa. Trời ơi, ghê ta. Nhung đang nói chuyện với Thiếu. Cái cô Nhung mới nói chị Năm để em nghe cái phone ai gọi. À. Thì ra là chị Thiếu tắt. Ơi ơi. Thiếu tắt cái nó. Ủa sao nó biết số bà Nhung rồi? Nó gọi bà Nhung á. Con chỉ lưu hai số, có hai số ma mày với da đi với bà ngoại thôi chứ con đâu có số bà Nhung đâu. Mà nó gọi bà Nhung á, chúng bà Nhung á. Mình đang trên đi hay ờ da đi cấp máy con tại da đi đi làm mà mai tại để chiều nay da đi qua đây với con nè.
Ba kêu mẹ đem, mẹ kêu ba đem chai dầu nước xanh qua rồi đó. Rồi có mình gì? Đi không chợ quên mua. Bởi vậy. Rảnh ghê. Chợ lặng mua cho rồi. Chú là được bữa ngon lành rồi đó ha. Ok, thôi bây giờ là đi lên đi con. Ngoại lên, đi lên. Lên đi con, 1 giờ rồi. Rồi ok, đi. Tắm đủ rồi con. Đủ rồi. Rồi mà tờ chiều nay ba qua tắm đi, tắm nữa đi con. Thấy ngoan ghê chưa? Thấy ngoan ghê không? Rồi đi vô con. Bây giờ để mình ngoại tắm. Rồi ngoại tắm đi. Rồi vô đi tắm rút kem, rút kem.